Các bạn, hôm nay shop xe đạp Hermes xin giới thiệu mẫu Zan TCR ADV 2+. Con này phiên bản nâng cấp lên bộ bánh carbon nha các bạn nha. Màu sắc con này là màu đen, khung sườn là khung sườn carbon, phụ carbon, cốp yên carbon, bánh là bánh carbon DTS Swift. Bộ rúp là tay đề lắc 105R7000, cùi đề cùi đĩa 105R7000, giò dĩa 105R7000, sơn Shimano Japan. Clip là clip thả 11 105R7000, hàng Shimano Japan. Bây giờ shop sẽ tiến hành quay cận cảnh chi tiết cấu hình con xe cho bạn xem. Con này mang tên là Zan TCR ADV 1+. Khung sườn con này khung sườn carbon, phục carbon, cốp yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Tay lắc 105R7000, càng thắng 105R7000, gom carbon, bánh DTS Swift, bánh carbon, niền cao 5 phân, cầm thưa. Tên con xe là Zan TCR ADV 2+. Giá xe đang được bán với giá 50 triệu. Giá xe đang được bán với giá 50 triệu. Con này nâng cấp lên pedal 3 bạc đạn luôn nha các bạn nha. Con này các bạn tới nhà xem xe, coi xe sẽ được giảm giá một xíu. Tay đề lắc 105R7000, tay lắc 105R7000. Tay lắc 105R7000, càng thắng 105R7000, ghi đông Zan, bộ tăng Zan. Các bạn mua xe tới nhà xem xe, mình sẽ giảm giá một xíu cho các bạn. Cặp bánh DTS Swift, size vỏ 700x25, niền cao 5 phân. Tên con xe là Zan TCR ADV 2+. Bánh carbon, khung sườn carbon, hộp carbon, khung sườn carbon, xe được trang bị đi dây ẵm sườn. Tên con xe là Zan TCR ADV 2+. Màu sắc con này màu đen. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 50 triệu. Giá xe đang được bán với giá 50 triệu. Khung sườn carbon, phụ carbon, cốp yên carbon, bánh trước bánh sau carbon DTS Swift. Giò dĩa con này giò dĩa 105R7000. Giò dĩa 105R7000. Shimano Japan, cùi đề đĩa 105R7000, Shimano Japan. Giò dĩa 105R7000, cùi đề đĩa 105R7000. Sơn con này sơn KMC X11, sơn KMC X11. Clip con này clip thả 11. Clip thả 11, cùi đề clip 105R7000. Clip thả 11 105R7000, cùi đề clip 105R7000, sơn KMC. Cùi đề đĩa 105R7000, giò dĩa 105R7000, giò dĩa 50/34. Tên con xe là Zan TCR ADV 2. Khung sườn carbon, hộp carbon, cốp yên carbon. Càng thắng con này càng thắng 105R7000, càng thắng gom carbon. Cầm DTS Swift, nền DTS Swift, vỏ 700x25. Tên con xe là Zan
TCR-ADV2+, phiên bản độ nâng cấp. Pedal theo xe, pedal 3 bạc đạn. Này mình có bản zin nguyên thùng luôn nha các bạn nha. Nếu mà các bạn không thích lấy hàng độ thì lấy hàng zin. Còn nếu mà thích lấy hàng độ thì lấy hàng độ nâng cấp nha các bạn nha. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 50 triệu nha các bạn nha. Các bạn tới nhà xem xe, coi xe sẽ được giảm giá. Rất đẹp. Nó thấy nhá các bạn nha. Đó, các bạn thấy dễ dàng không? Dễ dàng nó hình chìm. Giá xe đang được bán với giá 50 triệu. Pedal theo xe, pedal 3 bạc đạn các bạn nha, rất đẹp. Chơi đồ cao cấp không? Giá xe 50 triệu, giờ dưới 50-34. 700x25C bánh TT Squid, yên là yên Zan. Tên xe thương hiệu của xe là Zan TCR-ADV2. Giá xe đang được bán với giá 50 triệu nha các bạn nha.